Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ lại tất cả những người chơi của chương trình Đại Chiến Ẩm Thực. Rồi, đi về về chỗ. Trời, thay đồ liên tục qua đây. Rồi, hỏi người cao tuổi qua đây. Rồi, bây giờ mình đã đầy đủ ở đây hết rồi. Mình muốn chia đội sao? Dạ, mời các anh lớn chọn ạ. Dạ, pháp là xì xầm thôi. Thôi, hai đứa mình xì xầm trước đi, thắng thua cái đi rồi tính à. 3, 2, 1. 1, 2. Chết cha, tôi thua rồi. Rồi, 1, 2. Trời ơi, trời ơi, thật là hay quá nhờ. Đây, về đây. Và cũng có một cái cảnh báo nhỏ nhỏ với lại anh Tú. Đó chính là về đội của ngoại, một là thua, hai là phải chơi An Giang. Đúng, mình phải chơi An Giang. Tại vì bên kia có một cái thánh đức An Giang. Ôi trời ơi, nếu mà đúng ngay từ đầu, nếu mà mới biết mà nói được cái tính cách mà đàng hoàng á là không cần phải im sầm đâu. An Giang, về với An Giang nè. Được đó, em ăn năn sám hối rồi. Bây giờ chúng ta đã có hai đội chơi rồi, từng đội chơi sẽ thể hiện một cái gì đó thật là quyết chiến quyết thắng. Rồi, xin mời đội anh Hưng. Các tập trước thì mình là đội gì ạ? À? Các tập trước chỉ có hai đội, đội thắng và đội thua thôi. Thôi đó, mặc định với lại số phận luôn. Có một cái đội quần. Đội quần là ở đây. Đó là bị hành hạ ngoài đó. Không chứ, cái này là cái quần luôn. Không, chứ. Không phải quần rèn đó chị. Tên đội là gì? Ngọn lửa hồng trên cao nguyên. Ôi, nắng nè. Và bên đây, rừng thiên nước độc, rừng thiên nước độc. Trời ơi. Cái đội gì mà cái đó là nhẹ quá. Cái đó là đi dễ khó về đó. Đây là ly cà phê ban mê. Ly cà phê ban mê. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách đầu tiên trong chương trình Đại Chiến Ẩm Thực. Mình có giao lưu với đội bển. Thì thấy bển hình như là hai bạn không thích nhau. Ai nói? Cái kiểu của Hưng là phái Tú. Mà thằng Tú thì là phái ngoại. Mà trong khi là Hưng đâu thích vậy ví dạ đâu. Trời ơi. Anh kêu là trụ tao hiền như vậy. Mà trong khi ví dạ là người chơi dơ với là danh manh danh xạo. Mẹ nói cái gì mà mất lòng như vậy? Ủa, có đâu mất lòng, đó là sự thật thôi. Đó, thấy chưa? Ủa chị sống thực tế vậy luôn hả? Đúng rồi, em sống thật lắm, không vậy có gì phải ngại. Trời ơi, ngồi có chung quyết định là nói chung là bây giờ hai đội phải chốt được cái đội trước đã. Còn thấy mà không vừa ý nhau, mình đổi. Quan trọng là Tú thôi à. Dạ, em chơi đội nào cũng được. Là giống em là dạng như chai mặn đều dùng được á hả? Trời, nghe đã vậy trời. Uyển chuyển á, uyển chuyển. Rồi, bây giờ chị dạ, chị thật thích ăn. Thật ra thì... anh không thay đổi. Thì tôi vẫn muốn thay đổi. Sao em nỡ đành khuất tình anh chót trao. Vậy nó mới hợp cả, nó hợp luôn. Ủa, cái chương trình giống như là một trò đùa vậy đó. Mới chia đổi tắc thì luôn. Thì ủa, game show là game trò show chơi mà. Thôi bây giờ quyết định chốt như vậy đúng không? Đúng rồi. Làm sao mà chống lại hai cái đúng người rồi. Có cái tư tưởng ăn gian như thế này mà. Như vậy làm đó. Sao bên kia chơi lại? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thử thách rất là đặc biệt. Mỗi đội sẽ có một mật thư. Chưa. Chúng ta phải giải cái mật thư đó đi và đi tiếp tới những hành trình tiếp theo. Giải mật thư là cần phải có trí thông minh. Cái điều đó thì đội chúng tôi không có. Đội của tôi chỉ có mô chứ không có trí. Nhưng mà nhiều khi cái đó nó áp dụng được trong cái trò chơi này đúng không? Ok. Rồi, cầm nha. Mày buông tay ra. Cầm nha. Mày buông tay ra. Đảo lên giống như là xào bớ xung kìa. Như vậy nè. Xong rồi hở rồi rút. Kinh cái. Không cần chờ luôn đi. Lật lại đúng không? Hai cái y chang. Ủa, đâu có gì trong này đâu. Trời ơi, đây là mật thư đầu tiên và gợi ý đuổi hình bắt chữ. Và bây giờ thử thách chúng tôi xin phép được bắt đầu. Quang, Hưng ơi, sao em chạy nhanh dữ vậy? Trời ơi, anh Hưng ơi, coi chừng đau khớp đó.
chạy đi tranh thủ đi. Cái này là gì vậy ta? Bây giờ dự đoán đi chị. Cái này là chữ. Tú ơi, em dịch giùm chị cái này coi. Cái đó là một cái lá thư. Một cái lá thư. Là con thư. Đây là nhà thương. Nhà thương, con thư có bầu đi vô nhà thương. Chạy đi, chạy đi. Nghĩ ra cái gì là chạy liền. Rồi, chạy đi. Tại sao phải chụp giật như vậy? Thư viện, à thư viện. Vậy đúng không? Thư viện, thư viện, thư đúng viện. Đúng rồi, bao thư, bệnh viện, thư viện. Thư viện ở đâu? Thư viện. Đây là một thử thách liên hoàn. Ở chặng 1, đội chơi phải giải được mật mã của chương trình để tìm điểm giấu mật thư đầu tiên. Có hai mật thư với hai bộ câu hỏi khác nhau mà đội chơi phải trả lời. Trả lời đúng 3 câu hỏi, đội chơi nhận được gợi ý cho địa điểm tiếp theo. Trả lời sai, đội chơi phải chịu hình phạt, không di chuyển trong vòng 5 phút. Thư viện. Thư viện ở đâu em chàng? Thư viện ở đâu em? Anh, cái thư viện nằm đâu anh? Thư viện nằm đâu em? Thư viện. Ê, chàng bên cạnh, em nói đi, em bên này. Thư viện ở đâu? Thư viện ở đây nè. Cuộc đời thì không có gì phải vội vã. Hả? Người ta có câu là dục tốc thì bất đạt. Vội vã thì được cái gì mà cứ chạy vòng vòng. Trời ơi, cái gì vậy? Anh Hưng ơi! Anh Hưng ơi! Anh Hưng! Đây, thư viện đây. Lục phân này ra. Ủa, kiếm cái gì vậy tụi bay? Cứ bình thường, cứ từ từ mà đi. Chị có thật sự chị muốn chơi không? Chị muốn chơi nhưng mà không nhất thiết phải chơi một cách vội vã, vội vàng như vậy. Đúng không? Cái, ở đây là cái bảo tàng museum. Cái triết lý cuộc sống của chị sao chị mình giảng cho em nghe chứ. Mình phải vừa đi mình vừa ngắm viện bảo tàng. Chị uống cà phê, ở đây em pha cà phê cho chị uống. Chị không cần, chị nhìn vô cái gợi ý là chị biết đây là gì rồi. Là cái gì? Một cái bệnh viện, một phong thư thì chỉ cần tới thư viện là sẽ có ngay cái gì đó nằm ở thư viện đang chờ đợi chúng ta. Tới rồi. Tú ơi, giờ tung lực tung lên Tú ơi. Đó, chạy cho cố vô rồi bây giờ thở tôi đi bình thường tôi vẫn có thể tới được. Ở đâu ngoại? Ai mà biết đâu. Lối vào. Cái bảng lối vào này không thể nào mà nó đặt một cách vô lý như vậy được. Ở cái mũi tên này phải có cái gì đó. Đây là cái lời gợi ý. Lối vào mà có mũi tên chỉ vào đây thì chắc chắn mật thư sẽ nằm ở đây. Để tôi xem coi sao có dây điện ở đây. Giỡn thôi. Kiểm phụ đi chơi xu. Tí cho 200. 200 ngàn. Vì 200 ngàn tôi làm hết. Vì 200 ngàn tôi sẽ làm hết. 200 ngàn. Trời ơi, quá trời học tủ gì kiếu. Kéo chừng nào mà hết trời ơi. Excuse me. Ở đây là thư viện, this is library. Not noisy. No. You silent. Shit. Wow. Trời ơi, không biết giấu đâu luôn. Trời ơi, đẹp vậy. Trời ơi, sao đẹp quá vậy trời. Có ở đây không? Lớn rồi mà chơi giấu giếm thật là không vui tí nào cả. Trời ơi. Cái gì đẹp quá vậy trời. Có chưa? Hình như có rồi kìa. Ha ha ha!
rồi hả? Có rồi, có rồi. Cho con xin mật thư. Và đội đầu tiên đã tìm được mật thư. Bây giờ đội chơi phải trả lời đúng 3 câu hỏi. Nếu mà sai thì mình phải chịu một hình phạt và đến với hành trình tiếp theo. Đây, đây, đây. Tú ơi Tú. Câu hỏi đầu tiên, Đắk Lắk nghĩa là gì? Đắk Lắk nghĩa là gì? Đúng. Xin rồi. Mời người sống lâu hơn tôi ạ. À. Thì Đắk Lắk có nghĩa là Đắk Lắk. Cái gì vậy bà nội? Không trả lời được. Sai. Ờ, cho tôi hỏi hình phạt là đội hay là cá nhân ạ? À? À, hình phạt là đội ạ. À. Không, tôi nghĩ cá nhân ai trả lời sai thì phải chịu trách nhiệm. Ủa, đưa ra thì không có được. Đây là cuộc thi về đội. Kể ba loại biến thể cà phê đang hot trend hoặc kỳ lạ. Cà phê muối, cà phê muối, cà phê phong, cà phê cheese. Mới có hai loại là muối với cà phê burratino. Cà phê burratino đúng không ạ? Không phải luôn, không phải luôn rồi, sai luôn rồi. Cà phê mắm, cà phê mắm. Dạ không, cà phê mắm mình xuống Châu Đốc mình ăn. Ngã sáu Buôn Mê Thuột có gì đặc biệt? Ngã sáu Buôn Mê Thuột có cái đặc biệt đó là cái vòng xoay giữa ngã sáu. Sai. Dạ hoàn toàn sai, ba câu, xin mời hình phạt. Rồi gia đình tự phạt bên kia đi ạ. À. Rồi qua đây, qua đây, qua đây. Trả lời được ba câu nha. Theo truyền thuyết ai đã phát hiện ra cây cà phê? A. Những người chăn dê. B. Những người nông dân. C. Những thợ săn. Riêng. Xin mời trả lời. A. Những người chăn dê. A. Những người chăn dê, đúng hay sai ạ? À? Sai. Chính xác. Câu thứ hai, kể ba loại nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên. Riêng. Đàn rừng. Đàn đá. Rừng. Đàn đá. Công chiên. Công chiên. Công chiên, đúng hay sai ạ? À? Chính xác. Và câu thứ ba, chú voi con ở bản Đôn có mấy ngà? Chú voi ở bản Đôn không có ngà. Không có ngà nên còn trẻ con, hoàn toàn chính xác. Yeah. Thưa ơi. Kính thưa quý vị, quý vị thấy rõ ràng không? Nó bỏ tiền ra xong rồi nó đấy một cái câu hỏi rất là dễ, còn mình đưa ra cái hỏi ngã xấu có cái gì đặc biệt? Trời, có gì vậy trời? Và đây là mật thư tiếp theo, xin mời tìm người phụ nữ trong hình. Rồi di chuyển vừa đi vừa tìm. Đội chơi phải tìm được cô gái trong bức ảnh để nhận được thử thách tiếp theo. Có hai thử thách để đội chơi có thể lựa chọn: đánh lại một đoạn nhạc trên đàn đá hoặc múa lại một điệu múa dân tộc. Đội chơi tìm thấy cô gái trước sẽ được lựa chọn thử thách ở chặng này. Hoàn thành chính xác 100% thử thách thì đội chơi sẽ được di chuyển đến nơi có thử thách cuối cùng. Người ta có hai cái bộ câu hỏi. Cái câu hỏi dễ cho mình không lựa. Mình lựa cái câu hỏi vượt ngoài tầm kiến thức của mình. Em chỉ mới đi Buôn Mê Thuột lần thứ hai thôi, làm sao em biết cái ngã sáu có em cái gì không... Rồi em là một người không hề biết uống cà phê, đưa cho em câu hỏi về cà phê. Mặt thiệt. Chị em lè lắm. Bây giờ anh nhìn em như một trò hề. Rồi bây giờ tôi phải làm gì đây? Bây giờ thì thời gian hình phạt cũng đã kết thúc. Đội chơi sẽ nhận được mật thư tiếp theo. Đây. Rồi ví dụ thua nữa thì sao? Thua nữa thì chịu phạt nữa. Đây, tìm người phụ nữ trong hình. Ông ngoại ơi, ngoại chơi một mình đó ngoại. Tại vì ta vừa coi này nó đi từ từ không hả? Đáng lẽ tôi không nên đổi đội chứ. Rồi, tôi phải chọn cái người sản xuất. Đó, người bỏ tiền ra làm chương trình này thì đương nhiên là sẽ có lợi thế hơn. Đây đây, thua rồi, thua rồi, thua rồi, thua rồi, thua rồi. Không phải cô này. Chính xác là cô này. Phải không ta? Này nè. Không phải cô này. Cô này, cô này. Cô này, cô này. Cô này nè. Cô này. Anh em phải không em? Nói đúng lên cho chụp hình ảnh chung với anh. Không phải luôn hả? Trời ơi. Chị chụp khác nữa Tú ơi, chia nhau ra. Cái này là không. Phóng ra ngoài, dôm lại. Kìa, bà đứng kìa. Bà phải chị này không nè? Không. Còn. Không phải hả? Di chuyển, tìm chị gái liền. Ừ,
chị vẫn chọn một cái tác phong nhẹ nhàng, thư thái, từ tốn như vậy. Không việc gì phải chạy cả. Chạy gì? Cứ từ từ thông thả. Chơi mình biết mình thua rồi, mình mắc mới chứ phải chạy cho nó mệt. Đúng rồi. Vậy luôn hả ngoại? Rồi đâu rồi? Mình tìm được chị gái đó chưa ạ? Đây, phải không? Đó. Cô này. Chính xác là cô này. Cô. Chị đây. Nè đúng không? Đúng mà. Trời ơi, giấu gì trong này? Giỡn này ra được không? Không có gì hết. Ê, quê. Trời ơi, bị lừa rồi. Đàn ông đi tìm một người phụ nữ mà hối hả như vậy, trong khi có một người phụ nữ đáng giá như thế này chẳng ai dòm ngó. Ủa có phải chị không? Không phải. Có phải chị này không? Nope. Ủa không, không phải luôn. Đây. Ủa? À đây rồi. Gì vậy? Cô đây. Gì vậy, ghê vậy? Đây. À đây rồi. Cô kia. Cô này. Cô này. Chính xác đây rồi. Đây. Chính xác. Đây là người trong hình đúng không? Phải không? Dạ phải. Chính xác. Phải không? Dạ phải. Đúng vậy. Khuôn mặt của em đúng rồi. Phải không? Mặt xinh xinh và nụ cười duyên dáng là đây. Đúng chưa? Đúng rồi. Chính xác. Chị phải là người trong hình đúng không chị? Thôi, mình nhìn lại kỹ thử xem có đúng nhìn không ạ? Đúng không? Y chang luôn à. 100% là em. 100% đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không chị? Dạ vậy thì chính xác là ai là người chuyển phải trước đây hả? Đây, hai người này một đội luôn. Sai rồi. What? Đừng có trộm lông tráo phụng như vậy. Chị gái, cho em hỏi chị tên gì ạ? Dạ, anh Tuấn. Chị Phương Lan. Chị xác nhận giùm em người trong hình là chị phải không ạ? Chị trả lời bằng cái lương tâm chị đi. Đây là em gái của chị đúng không? Em thấy giống như chị, giống như tạc mà sao chị lại chối bỏ tấm hình này? Ủa cái này là mình bên đây nè. Trời ơi. Em thấy đây mà, mình tìm ra được rồi. Ủa ai tìm em ra? Xin lỗi chị, không phải, bên đây nè. Thôi, tìm ra rồi. Bây giờ nếu mà đã tìm được chị rồi thì chị cho xin mật thư tiếp theo cho đội chơi ạ. Dạ rồi, hiện tại thì bây giờ đội chơi sẽ có hai thử thách. Thử thách thứ nhất là mình sẽ múa lại một cái điệu múa của người đồng bào Ede. Thử thách thứ hai đó là mình sẽ đánh một cái đoạn nhạc với cái nhạc cụ đó là đàn đá. Rồi thì không biết là đội của mình sẽ chọn thử thách nào ạ? Múa đàn đá, múa đi. Dạ rồi, vậy thì đội của anh Hưng sẽ chọn đó là múa một cái điệu múa của người đồng bào Ede. Và đoạn bên tôi là hình của chị này. Sao bên tôi là hình của chị này? Không chị à, cái đó là một hình một thôi, quan trọng đổi người là do con mắt của mình đó chị. Chị nhấn bao nhiêu tiền của chương trình đi cho chị? Mà tại sao chị lại trà trộn, chị ăn bận cho giống người bên kia xong mà chị đứng đây chị? Dạ đâu có giống. Chị đánh lừa những người mà yếu đuối nhẹ dạ cả tin chúng tôi đúng không? Thôi thi đi. Không phải một cô đâu mà tới 6 cô. Ngoại ơi. Bây giờ đội nói chung là cũng đã tìm được chị rồi. Thì bây giờ bên đây đã chọn múa, còn phần còn lại đó là đàn đá sẽ thuộc về đội của ngoại. Rồi xin mời hai đội chơi sẽ di chuyển về vị trí thực hiện thử thách. Yeah. Rồi. Vậy nó mới khó. Rồi mời chị gái dẫn đường đi ạ. Dạ. Không có lực, không có trí. Dạ. Mình đi với chị kệ ta đi chị. Đi. Mình đi múa với đàn đá đi chị. Đi thôi. Rồi. Và bây giờ thì đội của anh Hưng và anh Tú đang có mặt tại khu vực mà để thực hiện thử thách đó là múa. À đây là múa, đàn đá mình di chuyển á. Ok, xin lỗi nha. Đàn đá. Múa thêm để biết về văn hóa ai đều mà. Và bây giờ thử thách học múa xin được phép bắt đầu. Bé
ít thôi, đánh dễ thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách, đó là học sử dụng đàn đá dành cho đội của ngoại Vũ Hà và chị Lâm Vĩ Dạ. Tôi biết đàn bài Kỳ Con Bướm Vàng. Đâu chị đàn thử coi. Nói nghe nè, làm trước, nhanh trước, chạy đi trước. Chị ơi, nãy giờ mất thời gian hết nửa tiếng rồi chị. Chúng tôi thắng chưa? Chúng tôi thắng chưa? Dạ chưa ạ. À. Đó là bài mà chị đàn cho con chị nghe. Ủa? Bài của chương trình là bài cá. Rồi xin mời anh ạ. À. Lành không? Ây à. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Cho tôi hỏi đây là bài gì vậy ạ? Bài này là bài Chiriria. Là bài của Dinh Cai đi. À, anh mình lại một lần nữa đi. Chậm hơn. Cho tôi thua luôn được không ạ? Được, để ngoại thử coi. Ngoại, cố lên. Không, cái đoạn cái thứ hai này nè, xong nè, xong đi vòng nè. Đi á, đi, xong đứng tay nhỏ, xong lên. Đập tay. Đây. Đây, 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 lên đây. Ở đây, qua đây. Rồi. Nó tới cao rồi, xuống. Được, để ngoại thử coi. Ngoại, cố lên. Trời ơi, quá tuyệt vời. Chưa có vượt qua được thử thách này nha. Anh làm lại một lần nữa chậm hơn cho bà cụ nghe. Tèn 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 tèn. Rồi thôi cứ đi thôi. Tèn 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 tèn. Nhưng mà quan trọng là cái tay này phải gõ nữa nè. Gõ bằng nhau luôn. Rồi bên đó anh gõ đi. Tèn 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 tèn. Thôi từ từ. 1 2 3 4. Tèn 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 tèn. Dạ múa à, múa. Rồi, chúng ta chuẩn bị xem anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Tú sẽ múa. Âm nhạc xin được phép bắt đầu. Câu dài ra câu giờ cho hết nhạc ra. Vỗ nè, 4 lần. Lên tay này, trái cao. Lên tay này. Lần nữa lên xuống nè. Lên luôn nè, hết nhạc. Hết nhạc nè. Đó. Rồi, dạ hết rồi. Rồi. Và bây giờ mình sẽ phỏng vấn các chị gái ở đây. Mấy chị, em nhìn thái độ của mấy chị thì em nghĩ là em cũng biết kết quả làm sao rồi đó. Sao mấy chị cười dữ vậy? Múa vậy đúng không mấy chị? Chưa đúng. Chưa đúng lắm. Chưa phải là chưa đúng. Chưa đúng lắm là mình còn thiếu sót xíu. Chị có thể chỉ nhẹ là mình sai ở điểm nào không ạ? Rồi chị sẽ làm lại nhẹ một cái nha. 10, 10, 8. Rồi sao? Rồi, hay quá. Vậy là anh đã làm chính xác chưa em? Dạ, cái này đúng rồi. Ok rồi. Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều. Tôi đi đâu đây? Chặng thứ 3, đội chơi phải bốc thăm để lựa chọn một trong 3 nền văn hóa cà phê. Văn hóa cà phê Ottoman, văn hóa cà phê Roman và văn hóa cà phê Thiền. Đội chơi bốc thăm được văn hóa cà phê nào thì phải pha cà phê theo phong cách của văn hóa đó. Ôi giời ơi, chị hát có bao giờ múa đâu. Ôi giời ơi. Ngoại xong rồi hả? Xong rồi. Trời ơi, trời. Thôi đi tìm chỗ pha cà phê. Trời ơi. Rồi, và lần múa thứ hai xin phép bắt đầu. Đó. Ôi trời ơi. Xe xin xe, xe xin xe, xe xin xe. Đây, pha cà phê nè. Vâng ạ, à, chúng tôi đã tìm tới quầy pha cà phê. Pha cà phê. Rồi tụi em bóc cái này. Này là cái gì vậy anh? Dạ cho mở ra em xem thử nha anh chị. Dạ vâng ạ. Dạ.
phong cách cà phê thiền. Mình phong cách cà phê thiền anh chị. Dạ, phong cách cà phê thiền xin mời anh chị mình di chuyển qua bên này anh chị. À, cà phê thiền bên đây. Dạ. Mình sẽ pha cà phê phương pháp pha vợt nha anh chị. Xin mời chị dạ vào trong quầy. Đây phải không em? Cà phê thiền đúng không em? Trời ơi, sao giống nấu thuốc quá vậy? Dạ, nhiệm vụ của anh chị mình sẽ pha một mẻ cà phê vợt. Hôm nay thì bạn có bằng Phong sẽ hướng dẫn mình để mình pha cà phê anh chị nhé. Rồi, thành công rồi đúng không mấy chị? Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Và bây giờ xin mời các chị sẽ cho mật sư tiếp theo. Cà phê vợt được đặt tên theo dụng cụ dùng để pha. Để pha cà phê vợt, trước tiên đông bột cà phê và đường theo định lượng rồi cho vào vợt vải và chờ trong 3 phút. Dùng muỗng gỗ khuấy nhẹ, sang siêu nhiều lần để lấy hết được hương vị của cà phê. Thành phẩm là cà phê vợt có hương vị đậm đà, vừa thơm mùi cà phê nguyên chất lại vừa có hậu ngọt đan xen với một chút vị béo. Đây là văn hóa thưởng thức cà phê đặc trưng của miền Nam Việt Nam những năm 1950. Bữa cái thông đây mình còn hai phương pháp pha chế cà phê. Dạ, anh nhớ chị bốc. Dạ, giống nhau, bên dưới là khác nhau. À. Dạ, mình còn hai sự lựa chọn. Rồi, phong cách pha cà phê Roman ạ. Roman. Dạ, Roman. Xin anh chị. Dạ, mời anh chị mình di chuyển qua bên này. Phong cách pha cà phê Roman bằng cách sử dụng ấm mocha. Cách pha cà phê pha bằng ấm mocha được phát minh tại nước Ý, sử dụng nguyên lý thẩm thấu ngược để chiết xuất cà phê. Ấm mocha được đun đến khi nước sôi, bốc hơi và hình thành áp suất đủ lớn để đưa nước qua cà phê và ngược lên bình chứa phía trên. Thành phẩm thu được là cà phê nóng, thơm với hương vị nguyên bản mà không bị cháy khét. Ê, anh ơi sao đổ quá vậy anh? Ngoài ơi ngoài, chị dạ. Chúng tôi đang pha cà phê thiền, đừng làm phiền chúng tôi. Pha cà phê thiền. Trời ơi, cái này cà phê thiền mà dễ. Trời ơi, phải tâm hồn, phải hiền lành mới đáng pha cà phê được. Dạ, mình sử dụng cây để mình khuấy trước. Dạ. Rồi, dạ. Hai lần là mình khuấy luôn. Đó. Rồi. Rồi. Chắc luôn. Rồi. Trời ơi, quá đơn giản. Cà phê Roman. Roman là ý nghĩa là gì ạ? Roman là hay gọi là thành Rome hồi xưa là cái thời đó là cái người ta biết sử dụng cái áp suất hay nước vào trong cơ giới hóa sản xuất ạ. Dạ. Thì với thời đại đó luôn thì người ta sử dụng cà phê bằng áp suất hơi nước để mà chiết xuất cà phê luôn. Ai mua cà phê, có ai mua cà phê? Hai dừng chân đến quán em. Em đây chi bán cà phê, chứ em không bán cà chua. Trời ơi. Thôi đó mình dừng lại để mình để cho nó nấu à. Được rồi, mình sẽ dừng lại để ngâm trong vòng 3 phút. Sau đó mình sẽ gọi là sang siêu. Mình sẽ dùng cái vợt này để qua đây mình sử dụng nước này để sang siêu như vậy. Mình sẽ làm 3 lần và mỗi lần 3 phút. Là sau đó khoảng 10 phút, 9 phút đến 10 phút thì sau đó thành phẩm của mình sẽ ra. Rồi lỡ mình hoàn thành sau người ta thì sao? Không có sao, bên đấy nó còn phải làm cho đúng cơ. Đáng lẽ mình không nên chọn thiền, tại vì thiền lúc nào cũng mất thời gian á. Thiền là ngủ luôn chị. Em thấy cà phê mà Roma, cà phê gì đó là nhanh nhanh lắm. Đâu nó còn phải nấu chờ. Nấu bằng cát kìa. Á. Nó phải chờ nữa kìa. Phải không? 3 phút chứ em nhỉ? Chưa. Có đường không em nhỉ? À, dạ, cái này thì mình sẽ uống không ạ. À, uống không hả? Có thể cảm nhận được cái hương vị cà phê. Dạ. Ủa là mình xong luôn rồi hả? Dạ. Trời ơi. Dễ dàng có gì đâu. Bên kia chọn cà phê thiền. Ngồi thiền xong mới làm. Ngồi vậy hả? Rất là lâu. Hên quá, mình chọn dụng hên này bà độ. Rồi xin mời anh sẽ. Đây là sư phụ cà phê. Để chấm thử ra nha. Và cho tụi em kết quả nha. Đầu tiên là MC chấm rồi ạ. À, MC chấm là cảm giác rất là ngon, thơm mùi cà phê. Mà giống vậy. Rồi bắt đầu mình xay rồi hả? Xay rồi. Rồi mình sẽ bỏ qua từ từ. Mình có thể cầm thêm cái này để okay, mà okay, hứng. Bắt đầu người ta xong rồi kìa. Mình sẽ sử dụng cái này để mình rót qua. Kệ rót đó em ơi. Rót hết nước luôn. Ý da trời ơi. Em thấy hình như anh không có sự khéo léo đúng không? Không có nó nóng nè. Thì với phương pháp pha này á, để mà mình một ly cà phê chuẩn thì phải có lớp crema bên trên. Dạ. Thì hiện tại mình đang pha phương pháp này tương đối rất là
đạt rồi anh nhất. Dạ. Có lớp drama trên và một màu nâu. Cái lớp drama là lớp nào? Lớp drama bên trong này anh chị. Ừ, mà. Khi ra sẽ có lớp màu màu nâu dáng bên trên. Bọt bọt thấy không? Dạ, ok không anh? Dạ, mình thành công rồi anh chị. Tuyệt vời. Vậy là đội của anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Tú đã hoàn thành thử thách pha cà phê. Dạ, chúc mừng anh chị nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Trời, quá xuất sắc. Hôm nay có học thêm được một kinh nghiệm mới. Bây giờ mình đi thăm mấy cái đội thua đi anh. Qua thiền cà phê. Thiền nè, đi thiền nè. Ngoại ơi, mình tới trước nhưng mà mình hoàn thành sao? Cái lý do là lựa chọn cà phê thiền. Cái thời gian làm nó lâu lắm. Cái kia vô một cái, vô cái hũ xong liền. Còn cái này mỗi lần xong một mẻ là hai anh em phải đứng thiền ba phút. Thiền ba phút. Đó nó xuất bắt rồi. Hai nhà có ai bệnh vậy? Thường một mẻ cà phê mình pha bao lâu em hả? Từ cái lúc đến khi mình chuẩn bị cho tới rút ra thành phẩm thì nó sẽ mất đâu đó khoảng 45-50 phút. Chương trình chỉ phát sóng có 50 phút thôi. Làm tới làm lui. Mình thật là lucky, bà độ. Ý trời rồi. Nhưng mà cái cà phê của anh chỉ có một mình anh uống thôi. Còn chúng tôi là chia sẻ. Cả một đoàn phim người ta uống. Đúng vậy. Có ai uống, để coi có ai uống không. Các em có uống không? Quá trời đầu nó gạch. Đừng gạch đi, gạch đi, cái máy có phim đi kẹp. Có ai uống không em? Có. Thằng này là thằng chụp hình, tao đâu có hỏi mày. Tao đang hỏi quay phim, tự nhiên chụp hình lắc đầu. Rồi bây giờ mình ra ngoài kia bình thiền em. Để đây chị cho thầy vô chấm. Mời anh. Mời nàng. Giữ cái nắp chị ơi. Để coi cái nó làm cái gì. Mà làm tới đâu. Anh rót cho khéo nhé. Kéo lầm vào quần tôi. Cái đó rồi. Cái trình bày là đã bị trừ một điểm rồi. Bỏ tháo tùm lum hết trơn á. Ê đó. Còn cái này nè, có cái gì đâu trời ơi. Sao? Đậm đà, dễ thương. Rồi, cảm ơn em. Mà mọi người dùng cà phê. Nếu mà mình xin ra một tí Tú, vì có đường sẵn nên rất là dễ uống. Vô, thành phẩm của tụi mình. Trời ơi, không ai uống cà phê mà vô kiểu đó bây giờ hết trơn. Bọn nhà quê, tử nhậu rượu đế không? Đó, mình nghe kết quả từ anh giám khảo. Theo dõi cái quy trình pha cà phê của mình á, thì mình làm có đúng theo quy trình là mình qua 3 bước sang siêu, tổng thời gian pha của mình khoảng là 9 phút và cái thành phẩm của mình cũng rất là ngon luôn. Hồi nãy anh cũng chấm cho đội bên này hả anh? Anh bên nước nào mà anh chấm nhiều nước như vậy? Dạ em của Nhật Kỳ. Là sư phụ cà phê. Cái mẻ cà phê này ok không anh? Dạ em chấm điểm đạt cho điểm mình anh chị. Không, nếu công tâm giữa hai đội thì đội nào nhỉnh hơn, đội nào thấp hơn em cứ nói cho rõ ràng không sao hết. Anh ơi, nhìn hai cái màu cà phê là biết rồi. Không, không cách là cà phê vôm bằng hơi nước và áp suất. Nhiều nước lạ quá, kính kêu quý vị. Mà nó trời ơi, nó không có thịt thơm mới lỏng lét. Còn đây cái ly cà phê người ta này. Ôi rồi ôi. Em chả nghe thơm gì cả. Cái ly cà phê là phong cách, tùy theo phong cách. Anh ngửi nó đi thơm cực kỳ. Rất thơm, xác nhận. Cà phê nào cũng thơm, nó có cách công tâm. Nhưng mỗi phong cách pha chế nó khác nhau. Nhưng mà chúng ta ở Việt Nam là phải Việt Nam. Ở Buôn Mê là phải Buôn Mê. Mỗi phương pháp lao pha là một hương vị. Phương pháp pha cà phê vợt thì nó có mùi hương riêng từ mình nấu với than nên nó có một chút xíu mùi khói nhỏ, mùi khói nó xen lẫn vào trong cái cà phê của mình á, thì nó tạo thêm cái đậm đà. Còn phương pháp pha cà phê ở Mocha thì nó sẽ có vị đắng, vị chát, vị chua thanh trong đó. Hấp một miếng cà phê mà nước mắt em chảy luôn á, em xúc động á, tại vì quá ngon đi. Rồi bây giờ anh thấy cà phê nào ngon anh cho một sự công tâm đi nha. Anh đẹp trai rất công tâm luôn. Anh đẹp trai rất công tâm luôn. Thì với đội của anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh có nóng không anh? Dạ. Em sẽ hết chấm của đội anh Đàm Vĩnh Hưng 10 điểm ạ. Không lẽ có điểm 11 sao trời. Rồi còn cái đội còn lại ạ. Đội còn lại của chị Dạ thì em xin phép chấm là 9.5. Tuyệt vời. Nghe nè, có vị chua vị ấy. Cái vị đều ngon hết như nhau hết. Nhưng trừ nửa điểm là cái tội dơ. Nè, cách làm nè, cách nào. Anh bày hay quá à. Em mà đổi đội được em đổi liền. Chết chào. Em mang tiếng quá rồi thiệt sự. Nhưng mà quan trọng là bên này có nhận hay không. Đáng lẽ là tôi thắng ấy. Chứ bên Tú là tôi thắng rồi. Tê là thắng. Mọi chứ già là chứ thua. Ủa dạ mắc gì thua. Già là dở. Tê là thua. Ta dở. Tê là tuyệt. Rồi kính thưa tất cả quý vị. Mà thôi rồi. Vậy là phần thi của chúng ta có kết quả rất rõ ràng. Đội chiến thắng đã thuộc về đội của anh Đàm Vĩnh Hưng. Ra đây chụp hình. Ra chụp hình cái điểm vừa anh nha. Vừa hoàn thành trước mà còn vừa ngon hơn. Cách trình bày gọn gàng sạch sẽ hơn nữa.
Rồi, bây giờ mình chụp một bức ảnh lưu niệm đi kìa. Thôi không có lưu niệm mẹ gì hết trơn. Cọc mà. Thắng thì go, lôi riêng ra một góc mà chụp đi. Đi. Chỗ này chỗ người thua. Chỗ người thua cho nó có mùi nhục nhã chứ.